Hi, xin chào anh em đã quay lại với kênh của mình nha. Mình tiếp tục giới thiệu anh em game của ngày hôm nay, một game đang beta. Game này theo loại là đánh theo lượt nha. Game này có cốt truyện nhưng mà mình thì không được cốt truyện cho lắm, tại vì ngôn ngữ nhớ là tiếng Trung ấy. Đồ họa game thì thuộc dạng ok, khá là đẹp, không phải là quá xấu mà cũng không phải là quá đẹp. Các skill trong game thì cũng khá là hoành tráng. Ok, đây là mình sẽ chọn skill thức và mình sẽ nhấn đồng ý để nó sử dụng các skill thức. Các bạn có thể thấy là bộ combo khá là đẹp mắt. Thanh niên này cầm một cái kiếm lửa khá là ngầu. Cầm này giống trong ông Quang Vũ đúng không? Cái chen luôn. Ghê đó. Đây là giao diện gameplay. Các bạn thấy là nó cũng khá là đơn giản thôi, nó cũng không có gì màu mè hết. Mình chỉ nhấn vào skill và sau đó thì các nhân vật sẽ tự động sử dụng skill đó. Đặc biệt là ở đây thì chúng ta có thể đổi các nhân vật khác vào thay thế, khi đổi thì máu sẽ cũng sẽ khác đi. Tức là tổng cộng thì các bạn có thể đem khoảng 4. Như là mỗi nhân vật sẽ có một skill khác nhau nữa, khá là đa dạng. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục triệu hồi những hero mới để cho vào đội hình. Con gì mà xấu dữ vậy, nhìn y như là trái chanh vậy. Ok, mình sẽ cho nó vào đội hình. Các bạn có thể thấy là nó hai nhân vật chính và hai nhân vật sẽ phụ. Tức là hai nhân vật chính sẽ ra trước và sau đó sẽ, nếu mà tích đủ, hình như là không biết gọi là cái gì nữa. Gọi đại là nổ năng đi nha, mình cũng không biết dùng từ thế nào nữa. Thì mình có thể gọi các hero ở phía sau ra để thay thế cho mình. Một cái kill thôi mà con kia gần chết luôn. Nó đánh mình cũng gần chết luôn. Đó, các bạn thấy là khi mà đủ điểm rồi thì mình có thể kêu gọi đổi các nhân vật ở phía sau ra. Nên mình đổi thanh niên này ra, trông ngầu hơn. Nhỏ này sẽ đổi cái thanh niên đầu quả chanh lúc nãy mình vừa triệu hồi được. Nhìn thanh niên quả chanh nhìn buồn cười vãi. Hiện tại thì hai thanh niên này mới có một skill thôi. Từ từ thì chúng ta sẽ nâng cấp lép lên thì nó sẽ có thêm nhiều kiểu thức hơn. Ông nội kia chọi nguyên quả chanh vô đầu luôn.
人在极端的情况下最有可能。
Ok, vậy là mình giới thiệu cho các bạn một con game thể loại đánh theo luật mới. Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn like, share, subscribe cho kênh của mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.